Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với Lim Jim Odd. Chúng ta đang có mặt trong tập thứ 2, tập cuối cùng của series ngắn, 2 tập chuyên về kỹ năng vẽ để giúp cho các bạn có thể cải thiện dần dần được cái kỹ năng vẽ của mình thông qua những cái mẹo, những cái tips ngắn. Thì trong tập đầu tiên, Lim Jim đã chia sẻ đến các bạn 3 cái mẹo rất là đơn giản mà Lim Jim tin chắc rằng nếu các bạn áp dụng nó, thực hành hàng ngày thì các bạn có thể cải thiện dần dần được cái kỹ năng vẽ của mình. Vậy trong tập thứ 2 của tuần này, Lim Jim sẽ chia sẻ tiếp tục cho các bạn ba cái mẹo, ba cái tips nữa, nhưng nó không đến từ Lim Jim mà đến từ những cái người họa sĩ, những cái người mà tên tuổi của họ hay là những cái tác phẩm của họ đã được công chúng đón nhận rồi trên những mạng xã hội. Vậy thì chúng ta sẽ cùng đến với ba cái tips ngắn ngày hôm nay và xem những cái tips này nó sẽ hữu ích cho các bạn như thế nào trong khi các bạn thực hành vẽ. Vậy còn chần chờ gì nữa, chúng ta sẽ cùng đến ngay với ba cái tips ngày hôm nay và xem rằng những cái người họa sĩ giỏi họ sẽ sử dụng những cái kỹ thuật nào để có thể cải thiện được cái kỹ năng vẽ của họ hàng ngày. Và nếu các bạn thấy video này hữu ích, đừng quên ấn like, share và đăng ký kênh để nhận thêm nhiều những cái video hữu ích như thế này hàng tuần nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với video ngày hôm nay nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng vào cái tip đầu tiên. Nó có tên gọi là mood board, hay tiếng Việt còn gọi là một cái bộ sưu tập, những cái collection gồm nhiều những bức tranh tạo cái cảm xúc tốt cho các bạn trước khi chúng ta bắt tay vào vẽ. Thế thì có một cái điều khác biệt rất là lớn của những cái người họa sĩ chính thức và những người mà mới tìm hiểu về cái lĩnh vực này, đó là hầu hết các bạn, Lim Jim để ý rằng khi các bạn đặt tay vào vẽ là các bạn sẽ vẽ luôn. Ví dụ các bạn vẽ một cái bức tranh 3 giờ đồng hồ thì chúng ta sẽ đặt bút vào chúng ta vẽ luôn. Và thông thường thì các bạn sẽ mất cảm hứng từ ngay giữa cái quy trình này và chúng ta sẽ không tiếp tục vẽ nữa. Thế thì cái mood board nó sẽ giúp cho các bạn có thêm những cái động lực và những cái cảm xúc tốt để trước khi chúng ta vẽ. Thế thì thông thường đối với những cái người họa sĩ hay là cá nhân Lim Jim thì một cái bức vẽ 2 giờ đồng hồ thì Lim Jim thường dành ít nhất từ 15 đến 30 phút chỉ ngồi thôi các bạn ạ. Chúng ta sẽ chỉ xem những cái bức tranh tham khảo trên những cái nguồn mà Lim Jim đã chia sẻ trong cái video trước rồi. Các bạn có thể click vào cái đường link đang xuất hiện trên màn hình nhá. Thế thì chúng ta vẽ cái thứ gì, chúng ta tìm cái thứ đó. Ví dụ chúng ta vẽ về photo study, chúng ta sẽ tìm những cái bức tranh tạo cảm hứng dạng như vậy. Thế thì ví dụ đây, khi các bạn tìm trên Pinterest là một cái trang mà Lim Jim đã chia sẻ rồi, thì nó khi các bạn tìm nhiều thì nó sẽ bao quanh bạn là rất là nhiều những bức tranh tạo cảm hứng như vậy. Các bạn hình dung ạ. Rồi, cái tip này đã được chia sẻ bởi rất là nhiều những người họa sĩ nổi tiếng rồi, ví dụ như là Carmen Law hay là Bear Bridger, Andrew Ganev hay là Lucas Peneder là những cái người họa sĩ mà những cái tác phẩm của họ Lim Jim thường xuyên xem và rất là ngưỡng mộ. Thì bây giờ chúng ta sẽ đến ngay với một trong số những họa sĩ đó. Đó chính là đây, bạn này chính là Bear Bridger, một cái người họa sĩ khá là nổi tiếng của Malaysia, và chính Lim Jim đang tham gia cái khóa học của bạn ấy và cũng học được khá là nhiều thứ. Thì cái tranh của cô ấy là theo cái thể loại là hơi siêu thực một chút, fantasy và pha một chút chất của Nhật Bản. Thế thì các bạn có thắc mắc là bạn ấy đã làm thế nào để chuẩn bị trước khi sáng tạo ra những bức tranh rất là đẹp này không ạ? Thì giờ chúng ta sẽ cùng đến ngay với một cái mood board sample của bạn ấy ngay trong khóa học mà bạn ấy dạy nhé. Thì đây chính là một cái mood board tham khảo, thì các bạn có thể nhìn thấy để tạo được thành công một cái bức final là cái bức vẽ bên phải thì bạn ấy đã sử dụng rất là nhiều những cái tranh tham khảo ở đây. Ví dụ như cô gái này chính là cái nhân vật chính mà bạn ấy học photo study sang, đúng chưa? Hay là những cái mái tóc bồng bềnh nhiều màu này các bạn có thể thấy, hay là sóng biển, và đặc biệt là cái chất màu ở đây được tạo bởi cái màu lofi của cái ánh hoàng hôn của cái bầu trời này. Các bạn thấy đây chính là một cái mood board hoàn thiện mà nó đem lại cái cảm giác tốt cho cái người vẽ trước khi họ thực hiện nhé. Vậy thì có hai cách để chúng ta có một cái mood board hiệu quả, bây giờ Lim Jim sẽ chỉ cho các bạn luôn. Chúng ta sẽ trở lại với Pinterest. Thì đầu tiên các bạn đi theo hướng này, đó là khi các bạn vẽ một cái gì đó, các bạn tìm bức tranh về cái thể loại đó. Giả sử Lim Jim muốn vẽ một bức tranh về chibi thì đây là một cái bức tranh khá là nổi tiếng của Moy Lee, đúng không ạ? Xin lỗi các bạn, Moy Lee. Thế thì khi chúng ta click vào cái bức tranh này, các bạn có thể thấy rằng rất là nhiều những bức tranh cùng cái thể loại chibi dạng dạng như vậy, hay là kể cả cái brush, cái chất như vậy nó sẽ xuất hiện. Thì các bạn có thể download về những cái bức tranh này để các bạn tham khảo. Thì đây là cái cách đầu tiên, cái phương pháp đầu tiên. Phương pháp thứ hai là các bạn sẽ tìm theo họa sĩ mà các bạn yêu thích. Ví dụ như là Lim Jim thường xuyên theo dõi những cái bức tranh của Sam Yang, thì Lim Jim sẽ search theo cái cụm từ là Sam Yang, thì các bạn sẽ thấy rằng là
những cái bức tranh của anh ấy đều xuất hiện ở đây, và chuyện Lim Jim sẽ có một cái bộ sưu tập gồm nhiều những bức tranh ở những cái góc cạnh, những cái pha phối màu khác nhau, những cái pose hình khác nhau để Lim Jim có thể có cảm hứng từ từ cái việc học tập của một cái họa sĩ lớn khác. Các bạn hình dung ạ, vậy chúng ta sẽ có hai cái hướng như vậy để chúng ta đi với cái mood board này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng sang với cái tip thứ hai, mà cái tip quan trọng nhất ngày hôm nay Lim Jim muốn chia sẻ với các bạn luôn. Hãy xem cái tip này là gì nhá. Rồi, bây giờ đây chúng ta sẽ cùng được tìm hiểu đến một cái tip cực kỳ là quan trọng và siêu hữu ích. Đây chính là cái tip mà Lim Jim mong chờ nhất để chia sẻ đến các bạn trong hai cái tập này. Nó có tên gọi là Line of Action. Thế thì Line of Action nó có nghĩa là cái dòng chuyển động của một cái nhân vật nào đó. Đây là một cái lý thuyết cực kỳ quan trọng trong mỹ thuật, đặc biệt là ký họa về những cái chuyển động. Cái phương pháp này đã được chia sẻ rất là rộng rãi trong những cái cuốn sách về mỹ thuật rồi, nhưng ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhắc đến nó với một cái khía cạnh đến từ góc nhìn của người họa sĩ danh tiếng của Disney và cũng là một trong những cái người thầy đầu tiên về digital painting cho Lim Jim, đó chính là họa sĩ Aaron Blaze. Bây giờ chúng ta sẽ cùng theo dõi ông ấy giới thiệu về live action như thế nào nhé. Okay, so why don't we talk about line of action? Line of action to me is extremely important in your posing. When you have good line of action, especially in full body posing, it gives your characters a sense of fluidity, it gives them appeal, and it gives them a lot of clarity. When you have a nice strong line of action through your posing, it directs the viewer which way to look. Your character flow, it gets the eye to move around the character in pleasing ways. Rồi, với cái đoạn video ngắn vừa rồi thì Lim Jim hy vọng rằng các bạn có thể hình dung ra cái tầm quan trọng cực kỳ lớn của live action trong việc vẽ, đặc biệt là vẽ dáng. Thế thì bây giờ cái live action này nó áp dụng vào thực tế như thế nào thì chúng ta sẽ cùng xem họa sĩ Aaron Blaze, ông ấy biểu diễn trên một số những bài tập thực tế trong khóa học của mình nhé. Ở đây thì các bạn sẽ thấy rằng một cái kỹ thuật xuyên suốt trong lý thuyết live action đó là chúng ta phải xác định được những cái đường line chính để nó tạo ra cái dáng đấy. Thế thì các bạn có thể thấy, giả sử cái bức tranh đầu tiên Aaron Blaze vẽ về một cái cậu bé đang đẩy một cái bức tường cực kỳ là nặng, hay là một cái vật thể gì đó rất là nặng, thì các bạn sẽ thấy rằng cái live action là cái đường line nó tạo ra từ giống như một cái khung xương, một cái đốt sống từ chạy dọc từ trên đầu xuống đến phần thân và xuống đến chân của nhân vật đó. Thì bằng cách là chúng ta tạo ra những cái đường line of action chính này, thì chúng ta có thể thấy rằng ngay khi chúng ta hoàn thiện cái line of action, chúng ta đã có cảm giác về cái action đó rồi, cái movement đó, cái chuyển động đó. Khi các bạn áp dụng và các bạn thực hành đều thì Lim Jim chắc chắn rằng nó sẽ cải thiện được cái posing của các bạn đến 90% khi các bạn áp dụng thành công cái kỹ thuật live action này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng theo dõi Lim Jim sẽ thực hiện cái kỹ thuật live action với những cái bức tranh ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng chọn trong video này nhé. Thế thì các bạn biết rằng live action là đại diện cho những cái gì nó liên quan đến những cái dáng, đặc biệt là những cái dáng khó. Thế thì ngày hôm nay Lim Jim sẽ chọn một cái dáng, đó là dáng nhảy K-pop với Lisa của Blackpink. Thì cô gái này là một cô gái rất là hot rồi, và quan trọng là đây là một cô gái đẹp. Chúng ta nhìn vào chúng ta sẽ thấy được rằng là bà đứng dáng nào cũng đẹp luôn các bạn. Thế vậy thì chúng ta sẽ vẽ Lisa của Blackpink. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng thực hiện nhá. Thì cái lý thuyết live action là cái lý thuyết dựa trên những cái hành động. Thì chúng ta sẽ lựa chọn một cái bức hình khi mà Lisa đang nhảy nhá. Đây, chúng ta không cần phải lựa chọn một cái bức tranh nào nó cầu kỳ hay là rõ cái thân người hay là hoàn thiện cả, mà Lim Jim sẽ hướng dẫn với các bạn cái kỹ thuật. Khi chúng ta tham gia vào, chúng ta sẽ thấy rằng nó cực kỳ đơn giản, thậm chí đơn giản hơn cả những cái mà Lim Jim đã được học trong khóa học của Aaron Blaze luôn. Thì đầu tiên các bạn sẽ xác định cho Lim Jim nhé, các bạn sẽ xác định cho Lim Jim cái phần đầu của nhân vật. Để giúp cho các bạn dễ hình dung thì Lim Jim sẽ vẽ trên cái nhân vật này trước, sau đó chúng ta sẽ thực hành sau nhé. Thế thì cái line of action là cái movement, cái chuyển động chính của cái dáng này, thì các bạn sẽ vẽ cho Lim Jim. Nó là đại diện của một cái đường cong, nó không phải là gãy khúc nhé. Các bạn sẽ vẽ một cái đường cong nối từ cái phần đầu này đến một cái chân nào đó ha. Chỉ nối đến một cái chân thôi, cái chân còn lại chúng ta sẽ vẽ sau, tại vì để đỡ cho nó bị rối quá. Thế thì cái đường thứ hai
các bạn vẽ cho Lim Jim một cái đường nó nối từ cánh tay bên trái sang cánh tay bên phải. Anyway, ngược lại cũng được, từ phải sang trái không sao cả. Nhưng cái đường này chính là cái đường cong nó nối từ hai cái cánh tay. Tại vì các bạn biết rằng cái cánh tay ấy, nó chính là một cái đòn gánh cân bằng khác của cơ thể. Khi một cánh tay giơ lên thì thông thường cánh tay khác sẽ phải hạ xuống để nó đảm bảo cái sự cân bằng cho cơ thể, đúng không ạ? Thế thì line of action nó dựa vào cái movement và cái trạng thái cân bằng đảm bảo về vật lý của cái cơ thể. Bây giờ chúng ta sẽ cùng thực hành nhé. Đầu tiên các bạn sẽ xác định cho Lim Jim cái góc nghiêng. Cái góc nghiêng tạo ra cái dáng nhân vật này. Đây rất là quan trọng. Các bạn xác định cho Lim Jim một cái góc nghiêng. Sau đó chúng ta sẽ vẽ cái phần đầu. Và các bạn có nhớ không ạ? Chúng ta sẽ vẽ hai cái đường line quan trọng nhất. Một đường line đó là đường line chính nối từ đầu đến một cái chân nào đó. Hai là cái đường line nối giữa hai cái bàn tay, hai cái cánh tay với nhau. Từ đó các bạn sẽ thấy rằng là trong đầu các bạn sẽ xuất hiện ngay cái movement, cái action đó. Và các bạn cảm thấy rằng cái dáng của nhân vật nó sẽ đi theo cái đường đó. Thế thì từ đây các bạn có thể thấy rằng cái việc vẽ dáng nó trở nên dễ hơn rất là nhiều. Và chúng ta đã xác định được, không những xác định được cái dáng cong của nhân vật, cái bộ phận của nhân vật, và đặc biệt là chúng ta có thể xác định được cái vị trí để đặt những cái bộ phận chính của nhân vật nữa. Thế thì từ đây các bạn sẽ sử dụng cái lý thuyết cũ của Lim Jim trong bài trước. Lim Jim đã chia sẻ đó là chúng ta sẽ chia layer và chúng ta sẽ vẽ theo 3 cái layer. Vậy thì các bạn vừa theo dõi Lim Jim, vừa quan sát Lim Jim vẽ bức tranh về Lisa này, thì chắc chắn rằng sau cái bài ngày hôm nay, Lim Jim hy vọng rằng các bạn có thể hiện thành công được những cái dáng khó với cái kỹ thuật line of action này. Bạn thấy không ạ? Đó. Thì từ đây chúng ta có thể thấy rằng là cái kỹ thuật này nó khá là đơn giản để nó áp dụng, và nó giúp cho chúng ta có một cái cảm giác về chuyển động tốt hơn. Khi chúng ta thực hành với kỹ thuật này trong một khoảng thời gian ít nhất là vài tuần, thì chúng ta sẽ có một cái hình dung về dáng tốt hơn, và cái quan sát cũng sẽ giúp cho các bạn có thể thể hiện được những cái dáng khó ngày càng khó hơn với cái mức độ chính xác cao hơn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng sang một cái dáng khác để các bạn sẽ thấy rằng là liệu cái này nó có chính xác cho những cái dáng khó hơn và hiểm hóc hơn. Thì giờ chúng ta sẽ lấy một cái dáng, đó là cái dáng của người võ sư này. Đây là một cái võ sư thiếu lâm tự. Thế thì chúng ta áp dụng tương tự nhá. Để Lim Jim nhắc lại cho các bạn một lần nữa về cái kỹ thuật này, và chắc chắn rằng sau cái lần này thì Lim Jim sẽ khẳng định rằng các bạn sẽ nắm được. Đầu tiên chúng ta sẽ vẽ cái góc nghiêng của cái nhân vật này. Sau đó chúng ta sẽ vẽ hai đường line chính, một đường nối từ phần đầu này xuống đến một chân, đúng chưa? Và cái đường line còn lại là đường line nối giữa hai cái cánh tay với nhau. Từ đó các bạn có thể thấy rằng là khi mà chúng ta đã thực hành quen rồi, chúng ta có thể nhắm mắt vào và tưởng tượng rằng chúng ta đã có một cái dáng sẵn. Các bạn không tin thì sau cái video này các bạn hãy thử những cái dáng đặc biệt như vậy đi. Một cái dáng rất là khoai như vậy thì các bạn thấy rằng nó cũng giúp cho các bạn dễ hình dung hơn. Đó, việc còn lại là các bạn sẽ tạo thêm chi tiết và những cái mà chúng ta đã được học rồi, đúng không ạ? Rồi, đó chính là toàn bộ những cái lý thuyết và cái cách áp dụng của Live Action. Bây giờ chúng ta sẽ cùng sang với cái kỹ thuật thứ 3. Cái tip thứ 3 sẽ được chia sẻ cho các bạn nhé. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến ngay với cái tip thứ 3, để tránh cho các bạn bị bội thực bởi những cái tips hay và các bạn còn có thời gian để áp dụng nó vào thực tế nữa, thì chúng ta sẽ chỉ học 3 cái tips mà thôi. Nhưng các bạn thấy rằng nó đều rất là chất lượng. Các bạn đừng quên là theo dõi xong video này thì comment một điều gì đó về 3 cái tip này, hoặc là chia sẻ cái kinh nghiệm cá nhân của các bạn để có thể vẽ một cái bức tranh được tốt hơn nhá. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với cái tip thứ 3. Nó là một cái tip cực kỳ đơn giản. Công thức của nó gồm 3 bước. 1 là các bạn ngồi và vẽ một bức tranh hoàn thiện. 2 đi ngủ. What? Và 3 là thức dậy và vẽ tiếp. Nghe thì buồn cười nhưng thực ra nó khá là tương đồng với những cái gì mà Lim Jim vừa mới nói. Thế thì cái tip này nó được Lim Jim áp dụng từ cách đây khá là lâu rồi, và Lim Jim nghĩ rằng bất cứ một họa sĩ nào có thể sẽ áp dụng cái tip này, nhưng họ không biết và không gọi tên nó ra được, và cũng không ai từng chia sẻ nó, trừ một người mà Lim Jim thấy rằng video của bạn ấy đã chia sẻ, đó chính là họa sĩ Sam Yang. Một lần nữa Lim Jim phải nhắc đến cái tên này bởi vì cái phong cách của bạn ấy rất là ấn tượng các bạn ạ. Thì bạn ấy gọi cái kỹ thuật này gọi là kỹ thuật two seedings,
Lim Dim tạm dịch nó ra tiếng Việt là vẽ hai lần nhá. Trong cái quá trình các bạn vẽ, các bạn không thể biết rằng cái bước nào hay là cái điểm nào là cái điểm dừng cuối cùng cho cái bức tranh của các bạn. Các bạn có công nhận không ạ? Khi các bạn vẽ, các bạn thấy rằng là khi chúng ta vẽ, chúng ta đóng máy tính vào, ngày mai chúng ta nhìn lại, chúng ta lại thấy rằng nó có gì đó muốn sửa và chúng ta muốn hoàn thiện nó. Thế thì ví dụ như là chúng ta phải làm việc khác hay là chúng ta thấy muộn quá rồi, các bạn cứ đi ngủ vô tư, các bạn đừng cố thức muộn để làm cái bức tranh đó nó hoàn thiện. Sau đó khi các bạn đã ngủ đủ giấc, các bạn đã có nghe một chút nhạc hay là uống một chút cà phê, ngày mai các bạn thức dậy và các bạn sẽ bật cái tác phẩm của mình lên, nhìn vào đó và sẽ tự thấy được rằng là nó có một vài những cái điểm mà ngày hôm qua chúng ta chưa nhìn thấy, và chúng ta sẽ sửa dựa trên những cái mà chúng ta tự nhìn thấy đó. Đây, với ví dụ cho các bạn luôn là với cái bức tranh này, khi mà Lim Dim thực hiện nó ngay từ ban đầu ấy, thì khi mà mình post nó lên Facebook fanpage của mình cũng không nhận ra rằng là nó có một vài những cái điểm mà mình chưa ưng. Nó không thể nói là hoàn thiện hay không hoàn thiện, mà là những cái điểm mình chưa ưng thôi. Thế thì để mà đạt được một cái bức tranh ưng ý hơn, thì ngày hôm sau Lim Dim mở ra và quyết định là thêm những cái chi tiết, và các bạn tự đánh giá nhé. Với những cái chi tiết rất là ngắn, ví dụ như là thêm lighting, thêm những cái nguồn sáng, hay là làm cho cái nhân vật của chúng ta nó sắc nét hơn và chỉnh một chút về màu. Thế thì chỉ với những cái chi tiết mà chúng ta thêm vào sửa rất là nhỏ như vậy, chúng ta sẽ thấy rằng nó sẽ đem lại cho chúng ta cái kết quả khá là ấn tượng, và nó sẽ giúp cho cái bức tranh của các bạn thu hút hơn trong mắt của những cái người xem. Rồi, và đó chính là ba cái tips rất là ngắn, rất là hữu ích để giúp cho các bạn có thể cải thiện và nâng cấp cái khả năng xử lý hình ảnh, cũng như là giúp cho các bạn có thể đạt được cái kỹ năng vẽ tốt hơn, cải thiện nó hàng ngày. Lim Dim hy vọng rằng với cái tập này và ba cái tips mà đã chia sẻ trong tập đầu tiên thì các bạn có thể áp dụng và vẽ với nguyên tắc đó là đúng đủ đều hàng ngày, thì các bạn sẽ cải thiện được cái kỹ năng vẽ của các bạn từng ngày khi các bạn nhìn lại những cái bức tranh của mình. Và một lần nữa thì cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi cái video này. Nếu các bạn thấy video hay, hữu ích cho cộng đồng thì đừng quên like, chia sẻ nó và comment cái điều gì đó để ủng hộ những cái người làm nội dung như Lim Dim, và đặc biệt là ấn subscribe để trở thành thành viên chính thức của Lim Dim. Và đúng như những gì mà Lim Dim post trên bài viết của mình trong tháp cộng đồng, trong video ngày hôm nay thì Lim Dim sẽ có một cái món quà nhỏ để khuyến khích các bạn có thể vẽ được tốt hơn. Đó chính là cái bộ brush khá là đẹp của Bear Bridger mà Lim Dim tham gia khóa học của bạn ấy. Lim Dim chia sẻ trong phần link description. Cái link này chỉ tồn tại sau cái video này một tuần mà thôi. Vậy thì các bạn hãy download về và thử trải nghiệm với những cái bộ brush này và những cái kỹ thuật mà Lim Dim chia sẻ trong ngày hôm nay nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.